Xin chào tất cả các bác, đây là con kính lúc chữ H bọc vàng của Pháp xưa, được sản xuất giai đoạn thập niên 50-60, size 52, bản to bản kẻ chỉ, phiên bản limited edit, chuôi thì màu bóc đô, rất mới rất đẹp nhé, chuôi ve nguyên zin, đây là rất là mới này. Đó là cái giá trị muốn nói với tất cả các bác nhé. Cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông, logo hãng từ ngày xưa. Mọi thông tin chi tiết về kính thì em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ rất là lâu năm và số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng. Dành mạch chi tiết, hình thức bán, thời gian bán hàng đấy nhá, rất là rõ ràng này. Cầu giữa này mắt váng dầu rất đẹp nhá, càng phải có cái chữ lúc, nó là tên của chủ tịch hãng từ ngày xưa, rất mới nhá. Càng phải càng trái này, mặc dù là quay lúc trời sẩm tối đấy nhưng mà bộ bọc vàng sáng ngang gương còn rất là đẹp đó. Các bạn thấy không? Đấy, đồ bọc vàng sáng ngang gương rất là mới, rất đẹp nhá. Đấy, bản khá to luôn. Đấy, cái mặt khá to nhá. Mặt và lưng rất là to, bản kẻ chỉ phiên bản limited rất hiếm gặp. Vâng, rất cảm ơn bác đã dành thời gian xem cái video của em. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các phiên sau. Lúc chữ H phiên bản limited, edited, bọc vàng, sáng ngang gương, mặc dù qua lúc trời sẩm tối.